ba con Shibuya đó đâu. Lớn dữ lắm, ngồi nó lớn dữ lắm, tay mình đâu chịu nổi đâu, chạy dỗi luôn rồi, ghê cho nấy. Giờ chạy về sửa đất luôn, dữ thiệt. Dạ mới giờ này đi về rồi. Dạ. Chiếc mình ghê dữ lắm. Lỡ bánh không ơi. Thì bánh gọi nó chạy không ơi. Lỡ qua nó coi chiếc đó đèn sáng nha. Bây giờ chiếc này mấy ngàn này không biết. Chạy hoài đi thằng quỷ. Đâu có nè, thằng kia thả giạc á. Ai chạy chạy đừng giống như tao chạy mày không nha. Không, máy này sới tắt nhất, mấy kia sới tắt hai. Dạ. Thằng nào có nhiệm vụ con máy dần. Đang chỉ số đang chạy. Ghê. Máy đâu đậu mà anh đâu chưa đây giới à. Chết luôn rồi, chạy này máy quá sao chạy lại anh em. Nguyên khu này cũng mấy trăm công, 400-500 công đất gì á.
ba má này chung chủ nha, chủ để chiếc siêu ra 4.000 xe chạy xe phút rồi. Qua được không, qua được không? Nó đang chạy 4 chậm hay gì mà 4 chậm hay gì á, nó đang chạy 4 chậm hay gì mà số 4 chậm hả? Nãy 3 tuần chạy hả? Chạy quen quen họ nó lên số chạy ảnh à, vừa số nào chạy là vừa nó nhìn đá không hết số quậy kẹt nó dính luôn hả vậy? Giờ Khánh khai trương cái nào nè chạy giờ con lính nó chạy vài vòng nào có sáng ý mới chạy em chỉ lặn đó kìa. Ừ. Còn nào không? Tới thả bỏ. Tại vì giờ chưa có thả mà chạy khớm làm gì? Tới gõ nó hai cái rồi nó mới chốc. Đi đậu tròn giống trước. Nghe đỡ quá. Mấy miếng ở đầu ngoài mới giữ. Mấy miếng ở ngoài mới giữ. Mới cắt đâu á. Ừ, cái đó mấy ngoài đó mới giữ đó. Nghe má ngồi cho nó về đi có ta chết luôn á. Càng cột nó càng la càng dữ. Chết luôn rồi. Trời ơi trời. Có la kiểu này về về biết cái tay lý rồi. Tối tối nay mà về mày điện nói chuyện chứ nó nghe vậy tao con mày á. Mới ngồi trên bờ nó chịu không nổi nữa, quá trời nó gáy rồi.